chào tất cả mọi người, mình là Trung Toàn và đây là Cảnh Trang. Hai chúng mình đến từ câu lạc bộ cộng tác viên đoàn hội trường Đại học Sài Gòn. Hôm nay tụi mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sâu hiểu biết thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào nha. Mời mọi người theo chân tụi mình. Thì mình sẽ bỏ tiền nhà thùng nha. Sau khi uống nước mía xong thì tụi mình sẽ đem ly đến rửa sạch. Trước khi bỏ ly vào thùng thì chúng ta sẽ tách từng bộ phận ra nha. Tại sao tụi mình luôn sử dụng ly giấy và quá trình của tái chế một ly nhựa như thế nào thì? Nếu mọi người muốn biết thì hãy quét mã QR trên này để tìm hiểu thêm. Xin chào và hẹn gặp lại.